Xin chào, người Mỹ có vẻ rất thích làm tổng thống, nên dành ra cả mấy tháng trời để giành giật nhau cái ghế đó. Chứ không như ở Việt Nam, chẳng ai thích làm tổng thống cả. Các bạn có thể thấy, nước ta chưa bao giờ công khai đã đều nhau để kiếm một cái ghế như vậy. Phải chăng làm tổng thống Mỹ rất sướng, nên bên đó họ mới khao khát được làm tổng thống như vậy. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm tổng thống Mỹ sướng đến mức nào nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về lương. Trong khi lương của chủ tịch nước Việt Nam chỉ đâu đó khoảng 300 triệu một năm, tính ra thì chưa đến 15.000 đô, thì lương của Tổng thống Mỹ lên đến 400.000 đô la. Thậm chí, Quốc hội Hoa Kỳ còn ưu ái hơn khi cho Tổng thống thêm một khoản phụ cấp 50.000 đô la làm quỹ đen, phòng trường hợp thẻ ATM bị vợ giữ mất. Nếu lãnh đạo Việt Nam mà cũng có lương cao như vậy, thì chắc chắn có gắn biển xanh vào xe Rolls-Royce cũng chẳng ai nhòm ngó. Thế nhưng, thực ra thì đây lại là mức lương khá thấp với các vị Tổng thống Mỹ, bởi đa số họ đều rất giàu trước khi làm tổng thống. Ví dụ ông Trump hiện tại có khoảng 3 tỷ đô la, nghĩa là ông ấy phải làm tổng thống 7.500 năm nữa thì mới có được số tiền như ông ấy đang có bây giờ. Thứ hai là được sống ở một nơi tiện nghi và đầy đủ bậc nhất nước Mỹ. Một ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi, người ta gọi là Nhà Trắng vì chính phủ Mỹ không có tiền để mua sơn. Với 132 phòng đầy đủ các nhu cầu từ tập gym cho đến y tế, sân tennis và cả bể bơi. Thực ra thì cái này nhà giàu ai cũng có. Thế nhưng không phải nhà giàu nào cũng có được 100 nhân viên phục vụ, bao gồm cả quản gia, thợ hoa, đầu bếp, giúp việc và thậm chí cả thợ sửa ống nước. May mà đây là ở Mỹ, chứ nếu ở Nhật thì Tổng thống còn tâm trạng nào mà điều hành đất nước mỗi khi ống nước bị hỏng. Thứ ba là phương tiện để di chuyển. Với cái vị trí công việc được mệnh danh là nguy hiểm bậc nhất thế giới, tỷ lệ gặp nạn của các tổng thống Mỹ còn cao hơn cả tỷ lệ các bác tài hoảng hốt khi gặp Ninja Lit ở Việt Nam, thì Quốc hội Mỹ luôn phải dành cho tổng thống sự đảm bảo an toàn nhất. Nếu di chuyển trên mặt đất, tổng thống sẽ được đi chiếc xe tăng quái vật ẩn mình trong một con limousine siêu sang của hãng Cadillac, với lái xe có khả năng drift không kém gì các tay đua F1. Còn khi bay lên trời thì tổng thống sẽ được ngồi trong một con chim sắt có giá bằng gần 10.000 năm lương của ông ta, một chiếc máy bay có giá tới 4 tỷ đô, bằng luôn nửa tài sản của người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng. Chiếc máy bay của Tổng thống Mỹ là chiếc Boeing 747 được đặt hàng riêng và thiết kế lại, khiến nó có thể chứa tới bữa tiệc 100 người cùng lúc, diện tích sàn rộng bằng tòa nhà 4 tầng và mỗi giờ bay tiêu tốn 200.000 USD. Nếu được làm Tổng thống Mỹ, có lẽ mình sẽ không đi công tác mà ngồi ở nhà cho lính đi. Như vậy cứ tiết kiệm mỗi 2 giờ bay là mình lại bỏ túi thêm 1 năm lương. Tính ra bỏ một cuộc họp tại Việt Nam là có thể bỏ túi luôn cả lương của một nhiệm kỳ, thật là thông minh. Bên cạnh xe tăng giả và chim sắt khổng lồ, thì Tổng thống còn có thêm vài cái trực thăng để di chuyển nếu cảm thấy ngồi xe nhiều êm ông. Đó là những chiếc Marine One được trang bị khả năng chống đạn, né tên lửa và khả năng bay siêu nhanh tới 240 km/h khi cần thiết, gấp 3 lần tốc độ con quay ghẻ của mình. Ngoài ra thì Tổng thống còn có 500 anh em bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Riêng năm 2017, chi phí để nuôi số anh em này lên tới 1,9 tỷ USD. Các bạn không nghe nhầm đâu, 1,9 tỷ USD. Nó bằng luôn với số tiền lãi của tất cả các ngân hàng lớn bé tại Việt Nam trong năm 2017. Thứ 4 là nhà khách siêu to để khoe với bạn bè khi ghé thăm. Nếu bạn được Tổng thống Mỹ mời đến, chẳng hạn như bạn là Chủ tịch nước, thì chắc chắn bạn sẽ được qua đêm tại tòa nhà có tên là Le House. Căn nhà này rộng tới 5.500 m², bao gồm 120 phòng nghỉ và hàng chục nhân viên sẵn sàng phục vụ suốt ngày đêm. Không rõ bên trong thế nào, nhưng nếu kiến thức thú vị có dịp được mời đến Mỹ và nghỉ tại đây, thì mình nhất định sẽ làm video review về ngôi nhà này cho các bạn. Đặc biệt là mình sẽ cố gắng bắt một con chuột ở đây về cho mèo nhà mình ăn. Chắc thịt chuột Mỹ sẽ thơm ngon hơn thịt chuột của Việt Nam. Rồi, sau khi các đời tổng thống đã được tận hưởng chán chê những dịch vụ xa xỉ khi làm tổng thống, thì ông ta có thể về hưu. Nhưng kể cả khi về hưu thì Quốc hội cũng sẽ không quên ông, vì đã đốt cả chục tỷ đô chi phí các loại trong nhiệm kỳ của mình. Cụ thể là tổng thống về hưu sẽ nhận được trợ cấp chi phí đi lại lương hưu hơn 200.000 đô la. Đây là khoản tiền không quá cao, vì so với nhiều nơi khác thì trong nhiệm kỳ của họ có thể kiếm cả vài trăm năm lương như vậy. Cuối cùng, nếu chẳng may tổng thống hay vợ hay con của họ về trời khi đang công tác, thì tất cả đều sẽ được tổ chức theo nghi lễ tang cấp quốc gia. Đấy, làm tổng thống Mỹ, làm người quyền lực nhất hành tinh cũng chỉ có vậy thôi. Nghe thì hào nhoáng, nhưng thực ra là không có gì. Vẫn không thể nào được tự do đạp xe đi ăn bún đậu nước mắm ở Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.